nghệ thì chúng ta lại có phần thay đổi không khí hơn. Thì chúng ta lại để dừng lại khoảng 5 phút thì chúng ta có những lời ca tiếng hát rất là nhẹ nhàng, đúng không? Thì xin mời ca sĩ Hồ Ngọc Hà trở về với sân khấu một ca khúc Cô Gái Dầm Mưa, nhạc và lời của Trần Tiến. Vâng, xin mời Hồ Ngọc Hà. Vâng, xin mời Hồ Ngọc Hà ở đâu ạ? Cái đâu rồi? Cơn cảnh mình chưa nhìn ra. Mình chưa nhìn ra. Đâu có một cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.